Hey, xin chào các bạn. Tiếp tục ở bài học này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những khái niệm cơ bản ở trong JavaScript. Như các bạn biết là JavaScript nó là một ngôn ngữ lập trình, thế nên nó có những cái khái niệm căn bản của một ngôn ngữ lập trình thông thường. Thì cái khái niệm đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là khái niệm về biến ở trong JavaScript và cách để mà có thể in giá trị của một biến ra ngoài màn hình, hay nói cách khác là cách để chúng ta có thể hiển thị giá trị của một biến ra ngoài màn hình. Và qua đó tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta có thể hiển thị bất kỳ giá trị nào ra ngoài màn hình, và ở trong JavaScript nó sẽ có những cách nào để chúng ta thực hiện cái việc đó. Thì ở bài học này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì đầu tiên tôi sẽ nói về biến ở trong JavaScript. Tôi sẽ có một cái doc như thế này, biến trong JavaScript, thì các bạn sẽ follow theo từng cái ý một. Thì trong JavaScript, biến là một giá trị được khai báo ở trong chương trình và nó có thể thay đổi được. Một biến có thể có nhiều kiểu dữ liệu được gán vào cho biến đó. Và cách định nghĩa cụ thể ở trong JavaScript nó định nghĩa như sau. Nó sẽ bắt đầu bằng từ khóa var. Tôi nói về cách định nghĩa. Thì biến nó được định nghĩa bằng một từ khóa var như thế này. Và bên trong nó, và sau đó là tên biến. Tên biến. Đó. Và các bạn có thể khai báo một cách thứ hai, đó là tên biến bằng một cái giá trị nào đó. Giá trị. Đó. Và một điều lưu ý là cái giá trị này nó có thể mang kiểu dữ liệu là kiểu số, kiểu chuỗi, hoặc là kiểu mảng, hoặc là kiểu object, hoặc là kiểu float, hoặc là kiểu integer. Thì đây cũng là các kiểu dữ liệu ở trong JavaScript. Đó. Thì để các bạn hiểu rõ hơn thì tôi sẽ làm một ví dụ. Và trong quá trình thực hiện ví dụ đó thì tôi sẽ giải thích cho các bạn từng cái thành phần một. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một trang HTML, tôi đặt tên là biến trong JavaScript. Trong JavaScript.html. Và tôi sẽ lưu nó ở cái thư mục mà chúng ta đang làm việc, đó là JavaScript Video JavaScript. Và đây tôi sẽ để là buổi số 03. Tôi lưu nó lại. Sau đó tôi sẽ tạo ra một chương trình như thế này. Đây tôi sẽ để là biến trong JavaScript. Và đồng thời tôi sẽ tạo ra một file JS, chính là file để chúng ta có thể khai báo JavaScript ở bên ngoài. Tôi sẽ để là common.js. Và lúc này tôi sẽ nhúng cái file common này vào trong trang của chúng ta bằng lệnh script, với cái thuộc tính ở bên trong nó là src, bằng chính cái đường dẫn chính là tên của file là common.js. Ok, thì lúc này chúng ta có thể viết code JavaScript trong file common. Thì như tôi vừa giới thiệu, đó là biến được khai báo bằng từ khóa var, và bên sau nó là tên biến, ví dụ ở đây là name, và tôi sẽ đặt nó là Nguyễn Văn A. Đó, sau đó tôi sẽ tạo một biến khác, ví dụ như là phone. Thì một biến này, đối với biến này thì tôi có kiểu là số, ví dụ 0942668586, thì đây là kiểu số chẳng hạn như vậy. Tôi sẽ để là 84 đấy, như thế này. Đó, thì đây là kiểu số. Hay tôi khai báo một cái biến khác, ví dụ như là biến address, thì đây là kiểu string, ví dụ như Hà Nội, thì đây là kiểu string. Đó, và tôi sẽ in cái giá trị của biến này ra. Thì để in giá trị của biến ra, chúng ta dùng lệnh document.write. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ in ra biến name. Chúng ta sẽ chạy chương trình ở đây. Thì các bạn thấy là lúc này chúng ta đã in ra được biến name là Nguyễn Văn A. Đó. Và cách để chúng ta in giá trị ra ngoài màn hình, chúng ta sẽ sử dụng document.write ở trong JavaScript để in một giá trị bất kỳ ra ngoài màn hình. Đó. Và
Tiếp theo tôi sẽ nói về cái tính thay đổi của một biến. Có nghĩa là một biến trong một chương trình nó có thể được gán vào rất nhiều giá trị. Ví dụ tiếp theo tôi lại gán lại cho biến name bằng Nguyễn Văn B. Nguyễn Văn B. Đó. Và tôi lại gán lại cho biến name bằng Nguyễn Văn C. Nguyễn Văn C. Thì các bạn quay trở lại đây. Lúc này tôi chạy chương trình lên thì các bạn sẽ thấy là cái biến A của chúng ta, à cái biến name của chúng ta, nó được gán là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B và Nguyễn Văn C. Nhưng cuối cùng in ra màn hình chúng ta chỉ nhận được một giá trị là Nguyễn Văn C. Thì đây chính là tính chất của biến, có nghĩa là giá trị của nó có thể thay đổi. Và cái giá trị cuối cùng mà nhân nhận được chính là cái giá trị cuối cùng mà chúng ta gán cho nó. Đó, đó là tính chất của biến. Và một điều nữa, đó là biến chúng ta có thể gán vào các kiểu dữ liệu khác nhau đều được. Ví dụ ở trên chúng ta đang gán là kiểu string, bây giờ chúng ta lại gán cho nó là kiểu số. Thì các bạn sẽ thấy là lúc này chúng ta sẽ thấy ở trên màn hình là giá trị 12345, có nghĩa là dữ liệu lúc này là dữ liệu kiểu số. Đó. Vậy thì đây chính là những đặc điểm của biến. Thì qua cái bài này thì các bạn cần nhớ cho tôi, đó là cách khai báo một biến ở trong JavaScript. Đó, chúng ta dùng từ khóa var và tên biến. Tên biến sau đó là chúng ta gán cái giá trị cho biến đó. Và chúng ta thấy là một giá trị của biến, à một biến có thể gán nhiều giá trị. Tuy nhiên cái giá trị cuối cùng nó sẽ nhận được chính là cái giá trị cuối cùng mà gán cho nó. Và một khái niệm nữa đó là một biến thì có thể nhận vào nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Đó. Và tiếp tục tôi sẽ nói về một cách khai báo biến nữa. Thứ hai đó là chúng ta khai báo biến và không gán giá trị. Ví dụ tôi khai báo một biến agree như thế này và tôi không hề gán giá trị thì chương trình của chúng ta cũng sẽ không lỗi. Đây. Thì đây là cách khai báo thứ hai, là khai báo biến và không cần gán giá trị cho nó. Đó. Và tiếp tục tôi sẽ nói về cách in giá trị ra ngoài màn hình. Thì chúng ta vừa làm việc với cái hàm document.gradle, ngoài ra chúng ta có thể dùng hàm alert để hiển thị giá trị ra ngoài màn hình. Thì đối với alert, nó hiển thị ra là một cái dạng câu thông báo như thế này. Tôi chạy ra đây. Đó, thì các bạn thấy là đây là một cái dạng thông báo khi mà hiển thị ra ngoài màn hình, đó chính là của alert. Đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể in giá trị ra ngoài màn hình bằng rất nhiều cách khác nhau khi sử dụng DOM nữa. Thì cái này chúng ta sẽ nói ở bài sau. Hiện tại tôi chỉ cần các bạn nhớ cho tôi hai cách để chúng ta có thể show được giá trị ra ngoài màn hình. Và cái cách thứ ba nữa là cái cách mà chúng ta show giá trị ra nhưng nó không hiển thị ở ngoài màn hình mà nó hiển thị ở màn hình debug của chúng ta. Đây, tôi sẽ chạy chương trình này ra. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có thêm một cái phần hiển thị ở đây nữa. Thì đây chính là cái phần mà chúng ta nhìn thấy giá trị. Tôi sẽ đặt là address để các bạn sẽ thấy sự khác biệt hẳn. Vào đây. Thì khi sử dụng console log thì giá trị của chúng ta sẽ không show ra màn hình mà nó sẽ hiển thị ở dưới console log như thế này. Thì đây là cách để chúng ta có thể debug code ở trong JavaScript. Đó. Thì ở bài học này tôi xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.